Không biết đến bao giờ xã hội này mới loại bỏ những cái thành phần không cần thiết nữa. Chán thế chứ lại. Lại có chuyện gì mà nhìn mặt anh khó ở thế? Thì vẫn chuyện buổi họp khi sáng ấy, chứ còn chuyện gì nữa? Sáng nay họp ban lãnh đạo mà, có chuyện gì đặc biệt đâu. À, có phải anh bị kỷ luật vì lý do gì đúng không? Em thật là, chồng em toàn diện thế này, kỷ luật cái gì? Anh là anh đang hơi cay tí thôi. Em không được tham gia nên em biết gì đâu. Anh nói đi xem nào. Thì cái thằng giám đốc hành chính tự dưng không đâu kiến nghị từ thiện, làm cho công ty mất mấy trăm triệu. Chán thế chứ lại. Giời ạ, em cứ tưởng chuyện gì, bỏ ra vài trăm triệu đi làm từ thiện thì có đáng cái gì đâu. Biết là thế, nhưng anh nghĩ vẫn bực. Chả hiểu người ta làm ăn kiểu gì mà quanh năm vẫn nghèo, quanh năm cần từ thiện, kéo tụt cả một nền kinh tế. Anh cứ làm như ai cũng có điều kiện để làm giàu ấy. Biết là thế. Ê thằng kia, liên quan gì đến mày? Mày tỏ thái độ cái gì? Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Ông mới đang nói chuyện, mày tự nhiên lắc đầu là sao? Mày thích gây sự à? Nhìn nó như thế kia, nghe anh nói chạnh lòng là phải. Anh chấp làm gì? Tôi chỉ đang suy nghĩ công việc của tôi. Có nghe thấy cô cậu nói gì đâu mà thái độ. Cô cậu ăn nói cho nó đàng hoàng. À thằng ôn này, mày thích giao mồm à? Mày có tin tao hốt mày ra ngoài đường không? Cậu có làm như quán này là quán của cậu ấy nhở? Này, đang có chuyện mày thái độ cái gì đấy hả? À? Thôi anh, chấp nó làm gì, bỏ đi. Nhìn nó người mất quá. Không để em, anh sút nó vỡ mồm ạ. Em ơi thanh toán. Bực cá mình nha. Thôi, nó đi rồi. Anh ngồi xuống đi. Người ta đang nhìn đi kìa. Việc gì mà sao anh nhìn? Đừng để tao gọi lại mày. Dành con. Chủ tịch cho gọi em ạ. Ừ, ngồi đi. Dạ. Chuyện từ thiện của tập đoàn mình ấy, thực hiện đến đâu rồi? Dạ, ngoài khoản tiền trích từ quỹ thì đã vận động thêm nhân viên, đóng góp theo ngày lương rồi ạ. Nếu không có gì thay đổi thì trong tuần này sẽ hoàn thành thôi ạ. Vậy thì tốt. Mà sao tự nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện này nhiều thế ạ? Việc từ thiện là điều nên làm. Năm nào anh cũng quan tâm, có phải riêng năm nay anh mới hỏi đâu. Nhưng mà từ sáng đến giờ anh hỏi em 2 lần rồi đấy ạ. Ơ thế á? Xin lỗi, tại không nhớ. Vâng, chồng anh có vẻ không được thoải mái. Anh đi ra ngoài gặp chuyện gì không vui ạ? À, không có gì đâu, mấy chuyện vớ vẩn linh tinh thôi mà. Vâng, vậy nếu không còn việc gì thì em xin phép ạ. Ừ. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp lịch rồi sẽ báo lại cho cậu sau. Ơ, chủ tịch, anh đang làm gì ở đây thế ạ? Nay chủ nhật, anh muốn thử trải nghiệm cuộc sống của người nghèo xem nó như thế nào. Người ta muốn thoát nghèo không được, tại sao chủ tịch lại muốn trải nghiệm ạ? Trải nghiệm để hiểu thêm cuộc sống của họ cũng tốt mà. Đúng là suy nghĩ của những người làm việc lớn, khó hiểu thật đấy. Em mất kệ anh, thôi em đi về đi. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Ừ. Đi từ sáng giờ mỏi hết cả chân mà chả bắt được cái nào. Em làm cái gì đấy? Em cũng bán bánh mì, em muốn trải nghiệm cảm giác giống như chủ tịch xem như thế nào. Không cần đâu, em việc gì phải làm như thế này. Đây là em muốn mà, có ai ép em đâu. Mà từ sáng đến giờ chủ tịch bán được nhiều chưa ạ? Hả? Từ sáng giờ anh bán cũng tương đối nhiều rồi, nói chung là không đếm hết được. Thật ạ? Em đi loanh quanh từ nãy đến giờ bán được có hơn chục cái. Công nhận chủ tịch chọn chỗ này đông khách thật đấy. Gì á? Em đi lâu chưa? Thì em về nhà thay quần áo rồi em đi luôn, chắc cũng được tầm nửa tiếng rồi anh ạ. Chủ tịch sao thế ạ? Không có gì. Thôi chủ tịch ngồi ở đây nhá, em đi bán tiếp đây ạ. Đúng là người đẹp bán cái gì cũng nhanh,
loanh quanh từ sáng đã được chục cái rồi. Mà mình thì từ sáng là chưa bán được cái nào cả. Khổ thật đấy. Chủ tịch, anh bán hết chưa ạ? Từ sáng giờ đã bán được cái nào đâu mà hết. Chủ tịch nói gì cơ ạ? À, anh nhầm. Anh bán cũng tạm tạm thôi. Mà này, đừng bảo là em bán hết rồi đấy nhá. Vâng, em bán hết rồi mà. Kể ra có buổi trải nghiệm như thế này cũng vui phết anh ạ. Chủ tịch sao thế ạ? À, không, không sao. Để em xem có bao nhiêu bánh nào. Sao có nhiều bánh thế này ạ? À, chủ tịch mới lấy thêm bánh ạ. Nhiều thật đấy. Cũng không đúng. Sao bánh mới mà nguội thế anh? Nói thật là từ sáng giờ anh chưa bán được cái nào cả. Chả hiểu cái gì. Em nghĩ là chủ tịch chỉ hợp để làm những việc lớn thôi ạ. Thôi để em giúp anh. Bánh mì nóng đây. Bánh mì nóng đây cô ơi. Bánh mì còn nóng không người đẹp? Dạ còn nóng chứ ạ. Nhìn anh đẹp trai như thế này chắc là anh định mua mấy chục cái đúng không? Còn nóng thật không đấy? Cho anh lấy chiếc. Anh đẹp trai lại sang trọng như thế này chắc anh ít ăn bánh mì nên không biết đấy thôi. Đây anh xem, vẫn còn nóng hổi mà. Thế lấy cho anh đi. Dạ vâng ạ. 2, 4, 6, 8, 10. Đây, của anh đây ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Đúng là chết vì gái chưa giờ là cái chết thoải mái. Chủ tịch, anh nói gì vậy ạ? À, không có gì. Tiền bánh mì của anh đây ạ. Chủ tịch, cũng sắp bán hết rồi đấy ạ. Anh thấy em giỏi chưa? Em lợi hại hơn anh nghĩ đấy. Em có điện thoại ạ. Alo con nghe ạ? Vâng. Vậy bây giờ con về luôn ạ. Dạ vâng. Nói chuyện gì ạ? Thật ngại quá. Nhà em có việc nên bây giờ em phải về luôn anh ạ. Thôi, em đi về đi. Còn mấy cái chắc anh bán cũng nhanh thôi mà. Dạ vâng, vậy em về trước nhá. Anh cầm mấy tiền đi ạ. Anh cảm ơn. Vẫn không bán thêm được cái nào. Chả nhẽ lại cầm về ăn à? Xe em chẳng có. Suốt ngày bảo với chẳng chì. Em bảo anh mua xe mới lại không mua. Bực không chịu được. Em ấy tưởng mua xe ít tiền lắm à? Rồi từ từ anh sẽ mua. Giám đốc nhanh cái kiểu gì? Có mấy tỉnh đắn đo đến là chán. À mà nghĩ cũng bực nhá. Giá mà cái số tiền mà công ty bỏ ra để từ thiện ấy thêm vào cho anh thì có phải được nguyên một con xe mới rồi không? Anh ơi, nhìn kìa, nhìn quen quen đấy nhở. Bánh mì cô ơi. Lại là cái thằng nghèo hèn kia. Hôm trước nó ngồi quán cà phê tưởng nó làm gì, hóa ra chỉ là cái thằng bán bánh mì. Mày chết vì tao. Bánh mì anh ơi. Vâng. Cậu làm cái gì đấy? Ngẩng cái mặt lên, nhìn kỹ xem bố mày là ai. Hóa ra là hai người à? Tao tưởng mày oai, ghê gớm như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là cái thằng bán bánh mì dạo thôi à? Có liên quan gì đến hai người không? Anh, nó bắt nháo với em kìa. Thằng kia, mày có biết đây là cái chỗ văn minh lịch sự nhất thành phố này không? Tôi biết, nên tôi yêu cầu những người kém văn minh như cô cậu đi khỏi đây đi. Dám láo với tao mày. Xuất sắc, anh đánh quá hay luôn. Đáng đời mày chưa con chó. Bẩn quá. Đánh thằng này xong á, chắc về nhà anh phải dùng mấy lọ nước xà phòng để rửa tay mất. Thôi, chịu khó đi anh. Mình cẩn thận vẫn hơn. Chứ không á, vi khuẩn hèn nó mà dính vào người á thì lại khổ. Tôi nhịn con cậu đủ rồi đấy. Ui, sợ quá sợ quá. Này nhá, mày mà nói to nữa là tao tiêu hết cả đồ hàng lại đấy. Ôi, anh đấm cho nó trận nữa đi, cho nó chừa cái tội bắt nháo ấy. Thôi, tha cho nó. Không lỡ nó phát bệnh dại lên á, đi tiêm phòng lại mệt. Anh thì anh không sợ tốn tiền đâu, nhưng anh sợ tốn thời gian lắm. Thôi, chào.
Đi em. Trông rẻ rách thật đấy. Loại người gì không biết. Vào đi. Chủ tịch ạ. Chuyện hôm qua anh cho em xin lỗi nhá. Không có gì đâu, cũng chỉ là trải nghiệm thôi mà. Chủ tịch, mặt của anh sao thế ạ? Gặp mấy thành phần không ra gì thôi. Thế anh báo công an chưa ạ? Chuyện nhỏ thôi, không cần làm lớn như vậy đâu. Anh bị như thế này, sao có thể nói là chuyện nhỏ được ạ? Cảm ơn em, anh không sao đâu. Mà tìm anh có chuyện gì không? Dạ, em chỉ định hỏi xem hôm qua anh thế nào thôi ạ. Trải nghiệm một ngày, nhưng anh cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Anh sẽ tăng thêm tiền cho đợt từ thiện này. Em thấy sao? Như vậy thì tốt rồi ạ. Những người gặp hoàn cảnh khó khăn chắc chắn sẽ rất biết ơn chủ tịch đấy ạ. Việc nên làm hả? Mình sống trong giàu sang không hiểu được, chứ thực ra đối với nhiều người ở ngoài kia, kiếm được đồng tiền cục cực lắm. Vâng. À, thế dự án với công ty PJ anh định khi nào thì ký kết ạ? Em cứ xem đi, ổn thỏa rồi thì lên lịch cho anh. Vâng ạ. Nhưng mà tổng giám đốc bên họ hiện tại đang bận công tác ở nước ngoài. Lần này ký kết, giám đốc kinh doanh bên đó sẽ đại diện. Liệu có... Phân biệt cái gì? Hẹn họ lên đây, anh trao đổi trực tiếp qua, xem nếu mà được thì sẽ ký. Em hiểu rồi ạ, em xin phép về làm việc đấy ạ. Không ngờ lần này anh lại được đích thân chủ tịch tập đoàn hẹn ký hợp đồng. Oai phết nhở. Trong công ty, ngoài sếp tổng ra thì còn ai giỏi bằng anh nữa. Lần này sếp tổng đi công tác, anh đại diện đúng quá rồi còn gì. Vâng, anh giỏi. Thế nhưng mà so với chủ tịch của tập đoàn ABA thì có sách dép nhở. Em cứ nói thế, người ta ba đời, à không, nhiều đời kinh doanh rồi, nên nó phải khác chứ này. Gớm nữa, anh có biết là chủ tịch Dương lên nắm quyền chưa đầy 10 năm mà đã mở rộng tập đoàn ABA lên quy mô gấp đôi không hả? Thì chủ tịch Dương giỏi, thế nhưng mà anh cũng đâu có ngu. Xin chào. Hai người đấy đúng giờ quá nhỉ. Chào thư ký Nhiên. Được đích thân ký hợp đồng với chủ tịch Dương, sao chúng tôi có thể đến muộn được ạ? Thư ký Nhiên, không biết chủ tịch Dương còn bận gì ạ? Chủ tịch đang trên phòng họp, anh ấy đang quán triệt việc từ thiện với phòng đối ngoại. Hai vị ngồi đi. Chủ tịch Dương đúng là người có phẩm chất cao đẹp, giàu có, địa vị cao, lại còn giàu lòng nhân ái nữa. Thật đúng là ngưỡng mộ ạ. Thiên hạ có mấy ai được như chủ tịch Dương của chúng tôi đâu. Anh ngưỡng mộ cũng không có gì là lạ. Đúng vậy, tôi là tôi thần tượng chủ tịch Dương nhất đấy ạ. Nay được gặp đúng là không có gì vinh dự bằng ạ. Xin lỗi tôi tới muộn. Chủ tịch, anh đến rồi ạ. Hóa ra là hai người à? Tình cờ quá nhỉ. Chủ tịch Dương, tình cờ thật ạ. Mọi người quen nhau từ trước rồi ạ? Vâng, bọn tôi cũng có gặp qua chủ tịch Dương mấy lần, nhưng mà không biết thân phận của anh ấy nên cũng hơi quá. Thì ra là vậy. Chỉ là hơi quá thôi à? Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhở? Chủ tịch Dương, mong anh bớt giận, nghe chúng tôi giải thích đã. Hai người có tư cách gì khiến tôi phải nghe? Thưa chủ tịch, chuyện này là như thế nào ạ? Đấy, công ty PJ cử người có phẩm chất đạo đức như vậy sang đây. Em nghĩ xem, anh có nên tiếp tục làm việc với họ không? Chủ tịch Dương, thưa ký Nhiên, mong hai người giơ cao đánh khẽ. Sếp tổng của tôi mà biết chuyện này, tôi sẽ mất chức đấy ạ. Lúc cậu xem thường, hạ nhục, mạt thị người khác không tiếc lời. Lẽ ra, cậu phải nghĩ đến trường hợp này trước chứ. Tôi biết sai rồi. Nhưng mà... Không có chuyện hợp đồng gì ở đây nữa đâu. Hai người đi về đi. Chủ tịch Dương, anh mời về. Thư ký Nhiên, thế bây giờ làm nào?